Xin chào quý vị và các bạn. Trong nội dung này thì chúng ta sẽ làm bài 3.17, đó là liệt kê những cái số có 5 chữ số thỏa mãn một trong những cái điều kiện này. Và mỗi ý ở đây chúng ta sẽ viết một cái hàm để thực hiện độc lập. Đầu tiên là liệt kê ra những số chẵn mà các chữ số của nó không tăng từ trái qua phải. Thứ hai là liệt kê những cái số lẻ và chữ số của nó thì không giảm từ trái qua phải. Ý thứ ba là liệt kê những cái số mà có tổng của các chữ số chẵn và tổng của các chữ số lẻ cấu thành nên cái số đấy nó bằng nhau. Ok, chúng ta sẽ thực hiện chi tiết ở trong cái chương trình của chúng ta nha. Ở đây ở số nào đó mà được coi là không tăng từ trái qua phải nhá, hoặc là không giảm từ trái qua phải ấy, thì chúng ta sẽ phải tách được cái hai cái chữ số liền kề để chúng ta so sánh. Thì mình sẽ xét từ trái qua phải luôn. Đây, cái ý tưởng chi tiết thì sẽ được trình bày trong này. Mình có một cái hàm để liệt kê những cái số không tăng. Thì trong cái quá trình mà liệt kê số không tăng thì nó làm như sau. Đầu tiên mình có một cái biến chạy y, sau đó mình cho cái vòng lặp này y bắt đầu từ 1, 2, 3, 4, 5, 5 con 1 cho đến nhỏ hơn bằng 5 con 9. Chờ. Y này cứ tăng lên đi. Thì lúc này mình sẽ thực hiện cái công việc đó là kiểm tra nếu như nó là số chẵn, là số chẵn, y là số chẵn và điều kiện thứ hai không tăng. Đấy, y cũng không là một cái số không tăng các chữ số từ trái qua phải. Thì mình sẽ in ra thì đơn giản là print in ra printf. Ở đây là phần trăm gọi là 10D đi, in ra cái giá trị của y. Đó. Đơn giản này thôi. Ở bên trên này chúng ta có cái hàm kiểm tra số chẵn rồi thì nó là rất đơn giản nên mình đã viết sẵn đây. Để kiểm tra một số có chẵn hay không chỉ cần chia dư cho hai là biết liền. Chỗ này thì chúng ta sẽ kiểm tra không tăng. Một số là một số tăng nếu như chữ số liền trước luôn nhỏ hơn chữ số liền sau. Được chưa? Thì lúc này mình sẽ có một cái biến y của mình sẽ bắt đầu bằng 10.000. Đó, thì đây là một số 5 chữ số. Mình có một biến A. Đấy, biến A là cái chữ số liền trước. Biến B là số liền sau. Thì ở đây mình cho A sẽ bằng N chia cho chữ nguyên cho Y. Sau đó N sẽ được cập nhật. N sẽ phần còn lại, tức là phần còn lại sau khi chia dư cho Y. Chợ. Làm thế này, cái chỗ này này là để loại bỏ đi cái chữ số mà chúng ta đã lấy. Chợ. Rồi, thì cái này nó hơi ngược so với cái việc mà chúng ta tách từ cuối lên. Đây là mình tách từ đầu, chứ không phải từ cuối. Sau đó thì cái y đã được sử dụng rồi thì mình sẽ phải giảm đi 10 lần. Đấy, để đến với cái lần kế tiếp thì chúng ta lặp lại hai cái bước này. Sau đó lại thực hiện giảm y đi 10 lần. Đến khi nào y bằng 1 thôi. Lúc này chúng ta sẽ có một cái vòng lặp khi n mà còn lớn hơn không ấy thì chúng ta làm tương tự như thế này cho thằng B. Thằng B lúc này thay cái này bằng B. Đấy, N và Y vẫn y hệt như này. Sau đó thì chúng ta check xem nếu như là A mà nó nhỏ hơn B thì lúc này có nghĩa là cái điều này xảy ra đồng nghĩa với việc đây là một số tăng. Thì chúng ta sẽ không chơi cái này, chúng ta return false. Rồi, bây giờ chúng ta xuống dưới này, sau khi kiểm tra xong mà nó không return, nó sẽ xuống lệnh này và mình sẽ update lại cái giá trị của A. A lúc này sẽ được gán bằng cái giá trị của B cũ. Sau đó thì B mới sẽ được thực hiện như thế này và cứ lặp đi lặp lại như thế. Các bạn có thể chạy debug nhá, tại vì ở đây thời gian có hạn nên là mình chỉ nêu ra cái cách làm đây thôi, còn cái việc chạy bằng tay hoặc là debug thì đấy là cái nhiệm vụ của bạn. Ở dưới cùng nếu chưa vòng lặp không return thì sẽ return là true. Ok, đây là liệt kê không tăng, chúng ta xét thử xem có đúng không nhỉ. Mình sẽ liệt kê LK không tăng. Đây là số không tăng. Ok. Đây. Thì lúc này các bạn thấy này,
những cái số chẵn đây là không hề tăng như thế nào này. Đấy, cùng lắm là nó bằng nhau thế này thôi. Đây, số này là số không tăng này. Kiểm tra bất kỳ đi. Đây, số này không tăng. Cả mớ này. Đây, cũng đều không tăng hết. Tìm những số nhỏ nhỏ này dễ tìm hơn này. Đấy, các bạn thấy từ trái qua phải nó không hề tăng. Đấy, đấy là cái điều kiện mà mình đưa ra. Thì chúng ta làm được cái điều kiện được đưa ra ở trong cái đề bài. Đấy, thì ý đầu tiên xong rồi. Bây giờ đến ý thứ hai. Đó là liệt kê những cái số không giảm. Số không giảm thì cũng giống như số không tăng này. Copy lại này. Vứt vào đây. Nhưng mà lúc này chúng ta sẽ là lấy số lẻ, cho nên là phủ định của số chẵn thì sẽ là số lẻ. Do đó thì sẽ là không gọi đến cái hàm không giảm. Đây. Hàm không giảm thì mình cũng viết lại giống hệt như cái hàm kiểm tra không tăng này này. Xong rồi mình đổi cái điều kiện của nó đi. Lúc này không phải là A nhỏ hơn B nữa. Đấy. Mà lúc này chúng ta sẽ đổi ngược lại thành A lớn hơn B. Nếu như chữ số đứng trước mà lớn hơn chữ số liền sau thì nó vi phạm cái yêu cầu mà đề đưa ra, đúng không nào? Nó là cái giảm từ trái qua phải mà. Đấy. Thì lúc này mình sẽ return là false. Đó. Bây giờ mình sẽ gọi đây là ca số không giảm. Comment cái này đi. Đây là cái kết quả này. Các bạn thấy này. Bằng nhau này. Số này có vẻ tăng này. Tăng này. Số này tăng này. Kiểm tra bất kỳ đi. Số này tăng này. Tức là từ trái có phải nhá. Nó đều ít nhất là bằng nhau. Và không được giảm. Đây. Đấy, toàn ít nhất là bằng nhau ấy, không có giảm. Đấy, thì từ trái có phải đây là những cái số lẻ mà cái giá trị của nó không giảm. Bây giờ để tính tổng các chữ số ấy, thì chúng ta có một cái int tổng chẵn. T chẵn đi. Mình sẽ cho nó bằng 0 đi. Mình có một cái tổng lẻ. Lúc đầu mình cho nó bằng 0. Ở đây mình sẽ thực hiện có một cái biến C. Mình sẽ lặp đến khi nào N mà 0 thôi. Nếu N còn lớn hơn 0 thì C sẽ bằng N phần trăm 10. Để lấy cái chữ số ở phần đơn vị, đúng không nào? Sau đó thì kiểm tra nếu là số chẵn. Đấy, nếu C là số chẵn. Thì cộng vào tổng chẵn thôi, T chẵn cộng bằng một lượng bằng C, ngược lại T lẻ cộng bằng một lượng cũng bằng C, và cuối cùng đơn giản là mình sẽ return cái giá trị T lẻ có trùng với T chẵn hay không. Đấy, như thế này. Và dưới này thì chúng ta copy lại y hệt như trên này thôi, đổi điều kiện đi là xong. Ở đây thì mình sẽ đơn giản là gọi đến cái kiểm tra tổng. Đó, truyền cái giá trị y vào. Nếu như cái giá trị số y này nó thỏa mãn cái điều kiện tổng các số chẵn và tổng các số lẻ cấu thành bằng nhau thì nó nhìn ra. Đây chúng ta có thể check nhá. Ví dụ số này đi. Cái số này thì nó là 13889. Thì bây giờ tổng của số chẵn đây là 16. Tổng của số lẻ ở đây là bao nhiêu? Hình như bị sai rồi. Mình kiểm tra lại tổng chẵn bằng này, tổng lẻ bằng này. Nếu là số chẵn thì cộng vào tổng chẵn, nếu không thì cộng vào tổng lẻ. Ồ đúng rồi. Thì cái này là còn thiếu một cái là N chia bằng 10. Đấy, cứ mày nói xong quên gõ code vào đây. Bây giờ thì nó mới đúng đấy. Đây. Thì là thằng nào nãy mình còn nhiều thế. Bây giờ chúng ta check thì thấy là cái kết quả của chúng ta 4312 1 cộng với 7 bằng 8. Cũng sai nốt rồi. À đâu, dưới này chúng ta chưa gọi. Trời ạ. Chỗ này chưa gọi. Cái này là
Chúng ta sẽ cho ở đây là liệt kê số tổng bằng nhau. Ok. Như vậy thì chỗ cuối cùng này chúng ta hơi bị ngáo một chút, đó là mặc dù chưa hề gọi mà cứ đấy kiểm tra. Đấy, thì đôi khi là chúng ta đã hay bị như thế. Đấy thì lưu ý là sau khi thực hiện cái vòng while thì ở bên trong nó phải cập nhật này, thứ hai là chúng ta phải gọi hàm. Rồi bây giờ thì có lẽ là đây là cái video khá là cùi mà mình đã thực hiện. Đây. Đấy thì cái số này chúng ta có thể check tổng của số chẵn và số lẻ bằng nhau này. Số này nữa. 28 là 10. 10 với lại 4 là 14. 9 là 14, đúng rồi. Số này là có tổng của nó là 9, 9 là 18. 6, 4 là 10, cộng với 8 là 18. Đấy, tiếng này chúng ta cứ thử kiểm tra đi thôi. 9 cộng với 0, à nhầm, 9 cộng với 3, 12 và 6 nhân đôi. Chuẩn rồi, cái này là 6, 8, 4, thì cái này là 18 và chia 2, 18. Đấy, thì như vậy khi mà lập trình chúng ta không sợ bị nhầm, bị lỗi gì cả. Đấy, cứ code nhiều chúng ta sẽ quen nhá. Thì cái video này thì sẽ kết thúc ở đây. Các bạn có thể để lại cái comment cũng như là cái chia sẻ cái bài giải của bạn. Code mẫu thì sẽ có ở trong phần miêu tả clip nhé.